Chào mừng các bạn đến kênh sáng tạo.com. Hôm nay mình sẽ nhận các bạn làm con robot sô đo như thế này. Nhìn nó rất là hấp dẫn phải không nào? Bây mình sẽ cho nó chạy thử nhé. Bạn có thể xem, mình sẽ bật công tắc cho nó hoạt động. Các bạn có thể thấy. Thì mình sẽ cho nó chạy. Rất hấp dẫn phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Để làm được con robot này mình sẽ dùng phần động cơ này. Bạn thấy phần động cơ này mình lấy ở cái đầu đĩa CD. Đây chính là phần động cơ đưa đĩa ra đĩa vào ở đầu đĩa CD các bạn nhé. Phần động cơ này có sẵn luôn motor và những bánh răng đây. Mình sẽ dùng luôn phần này. Bây giờ sẽ bắt đầu làm nhé. Mình sẽ dùng thanh nhựa này. Đoạn đầu đây. Thanh nhựa này mình cắt ở cái đằng sau của bàn phím PC. Các bạn có thể những bàn phím hỏng, các bạn có thể lấy những thanh nhựa rất dài như này. Đặt này vào đây. Con robot nó chuyển động nó sẽ như thế nào? Liền sẽ khoan lỗ đây. Mình sẽ ướm thử vào đây. Khi chúng ta di chuyển nó không mắc vào. Mình sẽ khoan lỗ đây. Mình sẽ dùng đoạn dây sắt ngắn này. Tiếp theo mình sẽ đệm một miếng vào trong này. Tôi đệm vào đây để cho cái này nó không bị chạm vào nhau nữa. Nhưng đã khô chúng ta sẽ tiếp tục làm phần này. Chúng ta sẽ làm phần trục khỉu cho bánh răng này. Sẽ gắn keo này. Ta sẽ quay thử xem nó có mắc vào đây không. Đã ổn rồi. Thế sao mình sẽ khoan lỗ đây. Thank you.
theo mình sẽ dùng thanh sắt này. Còn đi đo này. Mình sẽ uốn để kết nối hai phần này với nhau. Tiếp theo mình sẽ dùng chiếc tam bố lỗ tai này. Mình sẽ cắt bớt phần thừa. Chúng ta sẽ cùng test thử xem nó hoạt động ok chưa đấy. Như vậy là đã ổn rồi. Tiếp theo sẽ làm phần chân để cho cái này đứng được. Mình sẽ dùng hai miếng nhựa này. Mình sẽ đặt ở đây. Mình sẽ đặt như thế này cho có thể nó có thể đứng được như thế này để nó đi. Bây giờ mình sẽ khoan lỗ, mình sẽ khoan lỗ đây. Thì mình sẽ dùng thanh sắt này. Mình sẽ cắt nó tầm này. Mình sẽ bóp đầu này vào. Mình sẽ làm một cái tương tự như thế này. Chúng ta sẽ cắt bằng nhau. Thì mình sẽ nhét nó vào đây. Mình sẽ luồn nó vào đây. Mình sẽ uốn đầu này lại. Mình sẽ nhét vào đây. Bây giờ mình sẽ dùng keo nến để cố định chân này. Bây giờ nó đã cứng rồi. Test thử xem. Chắc như vậy đã ổn rồi. Mình sẽ gắn pin vào đây. Mình sẽ đấu cho một chiếc công tắc ở đây. Nó hoạt động như vậy đã ok rồi. Thì mình cho chạy thử xem. Các bạn phần này nó hơi trơn. Mình sẽ bôi cho một chút keo vào đây. Cho nó ship ra. Massage.
bạn nhớ mình sẽ bôi một chút keo đây để tạo ma sát, không thì nó trơn quá nó sẽ không thể chạy được. Bề keo đã khô, chúng ta sẽ cho chạy sản phẩm của mình xuống. Bạn có thể thấy rất là hấp dẫn phải không nào? Chúc các bạn thành công.